Inside Out 2, sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ những cảm xúc. Sau thành công vang dội của phần phim đầu tiên ra mắt năm 2015, Inside Out 2, tựa Việt, những mảnh ghép cảm xúc 2, chuẩn bị ra rạp và đang là phim hoạt hình được mong chờ nhất năm nay. Theo Deadline, các chuyên gia dự đoán siêu phẩm của đạo diễn Kelsey Man sẽ có doanh thu mở màn ở thị trường Bắc Mỹ khoảng 80-85 triệu đô la Mỹ. Con số nêu trên sẽ đưa tác phẩm vào top 10 phim có doanh thu mở màn cao nhất Pixar và cũng là thành tích cao nhất của hãng kể từ Toy Story 4. Phần phim thứ tư của Toy Story từng mang về 120,9 triệu đô la Mỹ tuần đầu tiên và cán đích với 1,07 tỷ đô la Mỹ, trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại của Pixar. Con số dự đoán được đong đếm dựa vào thành công của Inside Out 2015 với tổng doanh thu 858,8 triệu đô la Mỹ. Không chỉ thắng lớn ngoài rạp, tác phẩm còn được giới chuyên môn đánh giá cao, chinh phục tượng vàng Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất, đồng thời giành nhiều giải thưởng danh giá khác. Inside Out 2 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của phần trước, đồng thời sẽ là lá bài tẩy giúp Pixar trở lại vị thế là một trong những studio hoạt hình hàng đầu sau nhiều phim không đạt thành tích mong đợi.